Tôi xin giới thiệu cho bạn về chiếc xe đẩy CVT QQ1. Chiếc xe đẩy này thì được nhập khẩu từ Hồng Kông và được siêu thị Kipla phân phối trên toàn quốc. Chiếc xe đẩy này thì có 3 màu: màu tím, màu xanh da trời và màu đỏ. Xe này dùng cho bé từ 6 tháng tuổi đến hơn 3 tuổi. Tôi xin giới thiệu đặc điểm chi tiết sản phẩm này. Chiếc xe này thì được làm từ khung hợp kim chắc chắn và kết hợp với nhựa an toàn. Vải và lưới đệm thì thiết kế rất là khóa cho lưng bé. Khi bé nằm hoặc tựa bé ngồi thì tựa lưng vào đây sẽ không bị bí mồ hôi. Chất lưới rất thoáng và chất nhựa cũng rất là an toàn. Bên trên này thì có một cái chỗ để đựng nước hoặc sữa cho bé khi ra ngoài. Mũi che thì được thiết kế vừa vặn với khung ngồi của bé, che toàn bộ đầu phần đầu. Đây mình cái này có thể điều chỉnh được. Bánh xe thì được thiết kế có thể đi trên mọi nẻo đường và chống sóc cho bé. Bên sau thì bánh xe thì bên sau có khóa an toàn, khi dừng xe thì có thể khóa lại. Và tay đẩy thì ta có thể điều chỉnh được, kéo lên kéo xuống vừa với tay của mình. Sau đây tôi sẽ gập chiếc xe này. Một thao tác rất đơn giản. Đây, khi gấp lại thì nó có khóa chốt ở đây và khi mở ra rất là dễ. Nó có gấp lại cái hình giống hình một chiếc vali, mang đi du lịch rất tiện lợi. Và đây an toàn thì chúng ta có thể điều chỉnh được cho bé tùy theo độ tuổi và độ lớn của bé.